Hello mọi người, đã quay trở lại với kênh YouTube Ngố Nguyễn nha. Không biết là anh chị đang theo dõi kênh Ngố Nguyễn, các em nhìn sơ sơ qua những cái dòng xe như thế này có thấy quen quen không? Cũng khá lâu rồi đó, em mới trở lại bên cửa hàng xe máy Phương Nam đó anh chị bạn. Nên là hôm nay mình sẽ cập nhật chi tiết những cái dòng xe ở đây rồi báo giá cho bà con mình nha. Giờ trước khi mà mình báo giá thì chắc vào trong mình gặp anh nhân viên cửa hàng ha. Rồi, em chào anh nha. Xin chào anh Ngô Nguyễn. Dạ. Đó thì đời đầu tiên của đầu xuân năm mới thì cho Phương Nam mình xin được gửi lời chào, lời chúc đến tất cả cô dì chú bác anh chị em gần xa nhá. Chúc cho anh chị em mình có một năm mới này, sức khỏe, làm ăn thì luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Đó thì tiếp tục hôm nay mình và anh Ngô Nguyễn lại đồng hành cùng với nhau giới thiệu các dòng xe hiện đang có ở cửa hàng Phương Nam cho tất cả anh chị em cùng tham khảo. Đó, Phương Nam mình là chuyên về những dòng mô tô, dòng phổ thông, dòng gì cũng có hết luôn nha anh em. Cửa hàng mình thì nằm ngay số 14 đường Thủ Khoa Huân, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Chuyên mua bán trao đổi tất cả các dòng xe gắn máy. Anh em nào muốn mua xe gì hoặc là không có muốn xe gì muốn bán lại thì cứ lên tới cửa hàng mình nhá. Cửa hàng mình thì thủ tục hồ sơ trả góp vẫn đầy đủ hết nha anh em ơi. Thì cần mỗi căn cước công dân không nợ xấu là góp xe bên mình được rồi. Xe đó. Nhiều lắm. Ở xa mà không tới cửa hàng mình coi xe được, ưng mẫu xe nào thì cửa hàng sẽ hỗ trợ anh em ship. Đó, ví dụ như anh em ưng con này đi. Anh em ở xa không có thời gian tới, anh em chỉ cần cọc cho mình đôi ba triệu thôi. Đó, mình nhận cọc thì mình sẽ hỗ trợ anh em ship xe tận nơi, 63 tỉnh thành luôn nha anh em. Rồi. Đó thì trước đầu tiên hôm nay mình giới thiệu cho anh em này. Đó, tại vì xe mình nhiều quá, nếu mà để tả chi tiết từng con một rất là mất thời gian anh em mình coi. Nên mình chỉ quay báo năm, báo đời, báo giá, chi tiết từng con thôi. Anh em cảm thấy ưng mẫu nào, muốn xem chi tiết lại con xe đó thì anh em cứ chụp ảnh màn hình lại. Xong anh em gửi qua số Zalo. Đó, số Zalo và số điện thoại mình có để trên phần màn thông tin đầy đủ hết trong cho anh em rồi nhá. Trước đầu tiên hôm nay giới thiệu cho anh em này. Một basic con basic phiên bản đời mới anh em. Bản 160. 160. Hay con này 2022 anh em. ABS đăng ký biển đầy đủ luôn không anh? Đúng rồi. Khóa smart key ABS đầy đủ hết. Xe mới chạy được có hơn 3.000 cây thôi. Rồi. Đó, con này thì đang xả cho anh em hiện tại còn 73 cổ anh em. 73 triệu đồng chỉ chiếc này nha anh em ha. Xả 73 triệu. Ok anh. Đợt này thì cửa hàng ăn Tết xong đang xả rất là mạnh tay nhá anh em nhá. Anh em cứ theo dõi đi, ưng mẫu nào liên hệ mình ngay nhá. Rồi. Một mẫu nhập Thái Lan này, phiên bản Legend. 200 nhập Thái. Con này thì có lên sẵn cho anh em cặp túi bao da hai bên. Đây. 2019. Đăng ký về biển Vũng Tàu. Đúng rồi. Con này thì xả cho anh em hiện tại giờ chỉ còn có 29 củ thôi anh em ạ. 29 con này xả đúng rồi, 29 củ. Dạ, còn 29 triệu đồng thôi anh em nha. Rồi một cặp FZ, một con phiên bản Movistar, một con này đời bản 26. 26 đăng ký biển Bình Dương. Rồi. Máy zin nha anh em. Có lên sẵn hai bên hai cảng chống đổ rồi, 61. Rồi. Để cho anh em 25 triệu này. 25 triệu cho chiếc này, biển 61 Bình Dương. Còn đây là biển con này 66 Đồng Tháp thì để cho anh em 23 triệu. Movistar anh em, cũng 2016 luôn, đăng ký biển Đồng Tháp. Rồi, ok anh. Rồi đây mình có một chiếc GD 110, một trong những dòng xe anh em phải nói là đi rất là bền luôn anh em. Đó, phân khúc 110 nhưng mà bền lắm anh em. Nguyên bản nó là bánh căm nhưng mà con này thì được chủ cũ xuống bánh đúc cho anh em mình luôn rồi. Đó. Cho nó cứng cáp. 2017 đúng rồi, đăng ký biển Bình Dương để cho anh em 22 triệu. 22 triệu và biển số là Giang Bình Dương luôn. Qua đây một chiếc FZS bản S anh em đời đầu á, 21. Con này thì đúng rồi, bộ chế hỏa khí. 150, đó chạy cũng mạnh giọt lắm anh em ơi. Đó, siêu bền luôn đó. 59 thành phố để cho anh em 15 triệu thôi. 15 triệu. 15 triệu. Rồi. Rồi Boss City. Cái bây giờ đời mới giờ thì loanh quanh nó cứ nhiều là chủ yếu là 125. Nhiều lâu lâu mới kiếm 150 anh em, như con này 150 này. Màu tím trùng với màu cà vẹt luôn anh em nhá. Đăng ký biển Sóc Trăng 2023, con này thì để cho anh em 25 triệu. Rồi, ok. Đó. 25 triệu đồng chiếc này. Rồi GSX phiên bản S anh em. 150. Bản này có trang bị đèn led luôn rồi. Đó, dòng này nói về phân khúc 150, dòng này nó tốc độ lên nhanh lắm, cực kỳ nhanh anh em này. Đó, phải nói là không ít khi dòng nào mà 150 mà qua được dòng này lắm. Vô cái logo AC nha anh em ha. Đúng rồi. Lỗ cũng to phết anh em ạ. 23 triệu. 23 triệu. Ok em. Rồi con này là con Honda anh em. Tên của nó, ký hiệu tên của nó là gì? Wajang Honda. Mình đang tháo cái lắp cốp ra để sạc bình anh em nhé. 125 FI xăng full rồi. Con này thì đăng ký biển thành phố Hồ Chí Minh. Mẫu này nó form nó tựa tựa giống như dòng Husky đấy anh em. Husky đổ á. Đó, như con này thì xả cho anh em còn 29 triệu. Rồi. Đó, 29 triệu. Rồi đến mẫu Su Bandit. Bandit. Đó, dòng này bản y liền anh em nhá. Đó, 150. Cũng có đèn led két đầy đủ hết. 2021 đăng ký biển Bình Phước. Xả cho anh em là còn 29 triệu anh em. Rồi, 29 triệu đồng bà con mình nha. Đây là R15V2 anh. Đúng rồi, bản V2, 150. Con này thì khoan hãng nói tới xe nhá. Chỉ có 19 triệu thôi anh em này. 19 triệu là anh em sở hữu một chiếc R15 bản V2 này. 2016 đăng ký biển Đắk Nông. Con này thì rồi. Lên Lonbo và biển nhét gầm luôn rồi. Đó, 19 triệu anh em nhá. 19. Rồi, một này. Cặp nhìn xe nhập khẩu Thái Lan nữa này anh em. Center Diamond Gineman. Con màu đỏ này thì lên khá nhiều đồ chơi. Tay thắng, tay gôn, cùm ga này, đó trợ lực tay lái có hết.
Và này thì nhập Thái này có trang bị cả phố ups and down đầy đủ luôn anh em nhé. Đó, 59 thành phố. Con này thì xả cho anh em nó còn 33 triệu này. 33 triệu thôi anh em. Màu đỏ 33 triệu. Mấy mẫu này trước đây nhớ giá nó cao lắm á, giờ đúng còn rồi. Có 33 ha. Bây giờ nó tụt xuống rất là nhiều anh em. Rồi. Đó anh em mà có tiền thời điểm này đi mua đất, mua nhà, mua vàng là hợp lý nhất này. Đó, hợp lý nhất nữa là mua xe. Đó. Center Diamond nữa này anh em, Odo 7000 cây. Đó, gai vỏ lốp đang còn gai riêng nguyên si luôn. 200 phân khối đăng ký biển Bình Dương. Rồi. Để cho anh em 36 triệu. Rồi, 36 triệu đồng. Rồi xuống khu vực bên đây là những cái dòng xe ga anh em nhá. SH đây. Nha. Đó, xe ga này anh em. Yeah. SH này. 150 phiên bản khóa Smart Key, bản 2019 đẹp nhám, tình trạng xe bao nguyên zin hết anh em. 150, xe giờ còn rất là liền lạc luôn nha. Rồi. Đó, đăng ký biển Trà Vinh 84. Con này thì để cho anh em 63 triệu, 66 xuống còn 63. Đó. Rồi, ok anh, 63. Con này 2021 bản đít cá chê đây. 125 cũng khóa Smart Key luôn. Con này thì Odo mới được 8000 cây số, không khác gì xe mới anh em. Nguyên zin từ A đến Z. Kiên Giang nha anh em. Đúng rồi, Kiên Giang. Con này xả cho anh em là còn 56 triệu anh em. 56 triệu đồng. Rồi. Okay. Rồi con này cũng bản 125, bản Việt Nam anh em, cũng khóa Smart Key. Đó. Xe phòng này thì có lên cho anh em kính chắn gió sẵn này. 60 đồng lai 2017. Con này thì để cho anh em còn 49 triệu. Rồi, ok. 49 thôi. Đúng rồi. Tính ra đời 2017 có 49 thì cũng hợp lý anh em ha. Hợp lý anh em. Rồi, bên đây. Đây bản này bản ý anh em. Rồi bản này thì đời gần đầu thôi, có FI xăng full rồi. Rồi. Đó, 150 nhập ý, đăng ký biển Bình Phước 93. 93. Con này thì để cho anh em 35 triệu này. 35 triệu. Đó. Rồi đây là dàn mo anh em, SH mo. Đây, con màu trắng này thì 26 này. Đăng ký biển 74 Quảng Trị anh em nhé. Rồi. Con này thì để cho anh em 32 triệu thôi. 32 đó, triệu. Máy móc bao nguyên zin anh em. Đó, dàn áo thì đôi chỗ thì có nói chung là hơi tuốt lại rồi. Yeah. Con này thì không khác gì xe mới anh em. Yeah. Tính ra con này đầu tiên tính mua về cho bà chị bà đi mà mua về thấy nó mới có phí nên không đi nữa, xếp vào hàng bán cho anh em luôn này. Bản đặc biệt anh em, khóa Smart Key ABS. Hơn hết nữa là chạy 102 cây số, không khác gì xe mới. Trang bị khóa Smart Key, đèn LED full 2 tầng. Con này mới lấy biển 2024 đây luôn nhé anh em. Đăng ký biển 67 An Giang. Đó, con này thì để anh em 63 triệu. Đó, anh này thì đầu tiên anh mua xong xuôi, anh ấy giao thuế tất cả giấy tờ cho mình, thuế thiết xong xuôi hết hình như vào 75 củ hay sao. 75 triệu. Mà giờ anh bán giờ tất cả anh em mà mua xe này thì rẻ hơn mua xe mới tầm mà loanh quanh 11 12 triệu gì đó. Rồi con màu đen này thì 2016 luôn này, đăng ký biển 61 Bình Dương này. Con này thì nguyên zin hết này, dàn áo chưa dặm tuốt, máy móc bao nguyên zin. Để cho anh em 31 triệu. 31 triệu đồng nha anh em. 31 triệu. Rồi một mẫu Vespa đèn tròn bản 125 này. Đó bản này thì chưa ABS đâu anh em nhé, FI xăng full rồi, 24. Đăng ký biển 61 Bình Dương. Con này thì để cho anh em hiện tại là còn 23 triệu thôi anh em nhé. Rồi 23 triệu. Rồi đây là một cặp xe 50 anh em. Dòng giống nó tựa giống Vespa ấy, một chiếc Vera S, một chiếc Demo 50cc dành cho các bạn học sinh hoặc là những bạn nữ một gái mà không có bằng lái rồi. Dòng này nhìn vậy thôi nhưng mà đi nó nhỏ gọn nhẹ nhàng cực kỳ anh em. Còn tựa giống Vespa. Xe mới đúng không anh? Đúng rồi, xe mới tinh chưa lăn bánh chưa đổ xăng. Để cho anh em một chiếc là 21 triệu bao suất hóa đơn kèm theo thuế VAT, về anh em chỉ việc đóng thuế trước bạ là ra tên thôi anh em nhé. Bằng giá nhau ha. Đúng rồi, 21 triệu đồng giá. Bên cạnh đấy là ví dụ như anh em nào nhà có con em học sinh hoặc là những người lớn tuổi không đi được những dòng xe máy á mà đang có độ tuổi đi ăn học đồ thì cửa hàng mình có xe điện phục vụ cho anh em mình luôn nhá. Xe điện bên mình là những cái dòng xe mới tinh. Đó, chứ không bán xe đã qua sử dụng, chỉ mới tinh thôi. Mới tinh bên góc bên đây cũng còn rất là nhiều luôn anh em ạ. Đó. Những dòng xe điện với này có tên là VC thì lanh quanh tầm hơn 10 triệu tí thôi anh em. Như con này thì tầm VC mẫu mới 11 triệu 5 này, con này 11 triệu 5 này. Con này mẫu cũ thì để anh em 11 triệu. 11. Con này thì 11 triệu 8. Đó. Rồi. Nói chung là tầm hơn 10 triệu là rất nhiều sự lựa chọn anh em. Còn khu vực bên đây xe điện bên đây thì giá nó rẻ hơn nhiều anh em. Đó để sát như này thì anh em mình nói chung là cũng khó nhìn anh em thì ví dụ như muốn mua xe điện anh em chỉ cần nhắn tin cái giá cho mình. Ví dụ mua loanh quanh tầm giá bao nhiêu thì mình sẽ tư vấn cho nó dễ thôi. Chứ để sát sát như này con nào hầu như nó cũng giống con nào hết anh em. Đó loanh quanh khu vực bên này thì tầm giá tầm khoảng cỡ 5 triệu 6 triệu là rất là nhiều luôn anh em nhé. Đó là những dòng xe điện. Còn về những dòng xe máy thì tiếp tục mình cập nhật cho anh em nhé. Đây, từ chiếc này đầu tiên luôn. Phiên bản 125 của Honda anh em, CBF 125. Yeah. 125 nhưng mà có trang bị FI xăng full luôn rồi anh em nhé. Có trang bị luôn cả hệ thống đèn LED full 2 tầng luôn này. Đó, đăng ký biển 63 Tiền Giang. Như con này thì mình đang xả cho anh em hiện tại còn có bao nhiêu ta? 25 triệu. 25 triệu. 25 triệu. Rồi. Okay. Đó, như anh em nào mà ở xa không tới được cửa hàng coi xe anh em ạ. Đó, như xe này là chuẩn bị mình ship đi rồi này anh em này. Trước khi ship xe thì mình sẽ hỗ trợ anh em là bọc quấn gọn gàng từ A đến Z anh em nhá. Đó, su Viva dọn như son su gì bo anh em. Đó, mới leng keng mà giờ chỉ có hơn 10 củ tí thôi. Con này thì mình để về cho anh trai ở dưới đâu người ta? Kiên Giang anh em. Đó, đợi ngày mai xe bắt đầu nó bốc rồi nhá. Rồi. Đó. Rồi xe chia anh em, phiên bản 150 nhập khẩu anh em, nhập khẩu Indo luôn đó.
Đó, 2020 đăng ký biển Bình Dương. Con này thì tình trạng xe bao nguyên zin hết luôn nhá. Để cho anh em chỉ có 23 triệu này. Rồi, đó, 23 triệu. Exciter bản xuống áo anh em nhé, 135 xuống áo 2010. Đó, con này thì cây rồi anh em, tem sửa bắt cũng đẹp. Đăng ký về biển Kiên Giang rồi. Con này thì để cho anh em 16 triệu rồi. Rồi, đó, 16 triệu. Ok. Rồi Winner V1 phiên bản 150 luôn anh em. Mẫu đèn LED 150, 20 bao nhiêu ta 2017 à. Yeah. Con này đăng ký biển Đồng Nai, dàn áo nguyên zin, máy móc bao nguyên zin. Đó, để cho anh em 17 triệu. Rồi, 17 đó. Triệu đồng. Bên này. Rồi thêm một chiếc Winner X nữa anh em này. Con này hình như là V3 150 V3. 61 Bình Dương, xe ô tô 7.000 cây anh em, khóa smart cây nhá. Đó, mới chạy 7.000 cây thôi. Con này thì để cho anh em 28 triệu thôi. Rồi, đó, okay. Lên hết cho anh em một lửa dàn ốc titan và lửa dàn ốc Salaza. Lửa trước titan, lửa sau Salaza luôn rồi anh em nhá. Lên cả luôn rồi. Rồi, bên đây anh. Wea phiên bản Honda này anh em. Một trong những cái dòng xe này nói chung là anh em mình đi nếu mà đi như kiểu là dân dã hiền nã hay là bền bỉ thì chọn mấy cái dòng Wea này anh em nhá. Đi bền lắm. Đồng Nai anh em. Đó. 2020 để cho anh em 12 triệu bao nguyên zin hết luôn nhá. Lên mỗi cái giỏ thôi, còn tất cả bao nguyên zin. Ok, bên đây. Rồi AB, con này thì bản 207 GFI anh em. Đó, như được cái là xuống cho anh em nguyên bộ áo thái này. Đăng ký biển thành phố để cho anh em 8 triệu. Rồi, 8 triệu. Ok, bên đây anh. Rồi thêm một chiếc AB phiên bản một đèn anh em. Rồi dòng này thì nói chung là anh em đi ít khi lỗi thời lắm anh em. 209 mấy mẫu 209 210 này. Đó, bản một đèn. Đăng ký biển không ạ? FI sang full rồi, 2010 này. Đăng ký biển thành phố, con này thì để cho anh em 13 triệu anh em nhé. Dạ, 13 triệu đồng. Bên đây một chiếc AB đèn LED màu xám xi măng, xám xi măng bản sơn 3D anh em. Con này thì keo đang bọc nguyên con. Đó, 125. 61 Bình Dương 2017 anh em nhé, 2017. Bao nguyên zin. Hết luôn nhá, máy móc dàn ngoài. Đó, chủ đi rất là dữ rồi. Đó, 21 triệu. Rồi, 21 triệu đồng cái đó. Bên đây rồi bản mắt cú đèn cầu đấy anh em. Đời cuối cùng đây. Đó, 2015. Đó. 125 đăng ký biển Đắk Lắk 47. Đó, yeah. Con này thì cũng đang bao tình trạng nguyên zin hết. Đó, để anh em 17 triệu. Rồi, ok, 17. Rồi lô 4 anh em này. Đó, xe Nhật mà giá Trung Quốc này. Đó, lô 4, con này thời đỉnh điểm đầu tiên nó mới ra anh em làm sở hữu con này thì oai lắm anh em. Yeah. Đó, 70 Tây Linh, con này thì để cho anh em bao nhiêu ta? 6 triệu anh em nhé. 6 triệu anh đó, em. Đó, coi đèn đề xi nhan mọi thứ hoạt động máy móc vào ok trơn tru nhá. Nội bộ 4 6 triệu. Bên đây là AB đầu bò 110 anh, FI luôn. FI sang full 2012 đời cuối cùng đấy. Yeah. Đó, đăng ký biển Hậu Giang. Con này thì máy móc bao nguyên zin luôn này anh em, dàn ngoài cũng bao nguyên zin để cho anh em 12 triệu. Rồi, 12 triệu đồng. Bên đây cái này mở kinh phải không ạ? Đúng rồi, phiên bản nhập khẩu đấy anh em ơi, 150. Anh em cứ để ý mở kinh thì nó sẽ có giò đạp anh em. Đó, còn bản nhập khẩu Việt Nam không có giò đạp đâu. Này, 66 Đồng Tháp. Cặp bánh mâm có sơn màu cam. Đó, 2018 anh em, 150 mới kinh. Con này thì để anh em 22 triệu. Rồi, 22 triệu. Qua đây đi anh, chiếc Saab ha. Saab này 60. Saab con này thì nó to như SH luôn này anh em ạ. Đó. 2010 đăng ký biển sợ Đồng Nai rồi. Con này thì để cho anh em bao nhiêu? 12 triệu. Lốp trước sau mới thay mới tinh cho anh em nhá. Dàn ngoài thì nói chung là bóng lửa luôn. Okay, đó, chỉ 12 triệu thôi. 12, còn đây. Rồi những mô tô đây nha. Tiếp tục mô tô con này Phantom. Phiên bản 200. Đó, mẫu của Honda anh em nhá. Con này thì 204. Có lên sẵn cho anh em hai bên hai cái thùng và ghế tựa lưng có luôn nhá. Bản này thì nói chung là chạy xuống cực kỳ này. Đó, để cho anh em chỉ có 44 xuống còn 39 anh em. Rồi. 39 triệu thôi. 39 triệu. Rồi Suzuki GZ phiên bản 150A này anh em này. Cái dòng này thì đợt mình về nó thật sự anh em từ đầu năm bắt đầu khai trương từ hôm mùng 10 ấy, về là chiếc nào là đi chiếc đấy anh em, đặc biệt là màu đỏ. Đó, giờ hiện tại duy nhất cửa hàng còn một chiếc 150 không thùng anh em nhá. Vẫn còn cả một ghế tựa lưng 2018 đăng ký biển Bình Dương. Okay. Để cho anh em 48 triệu nhá. 48. Còn bên đây anh phiên bản nhập anh em nhá, Honda Rebel phiên bản nhập Mỹ. Đó, 250. Đó, máy bầu anh em nhá, đăng ký biển Vũng Tàu 72 này. Con này thì bánh căm, nó nguyên bản đúng nó bánh căm luôn, 65 triệu cho anh em thiện chí này. Rồi Honda SS 70 anh em. SS 70 chứ không phải 50 đâu anh em nhá. Cái dòng 70 thì hiếm hơn 50. Đó, lắp súng bắp cô vô thêm cho anh em cái đầu đạn này này. Đăng ký biển Tây Linh, con này thì để cho anh em 16 triệu. Rồi, 16 triệu. Ok. Rồi đến ba chiếc Mili Bentley. Đó, con này thì là Bentley 125 TLT đấy anh em. Bản này thì FI sang full rồi. Có trang bị hệ thống đèn cầu full 2 tầng này. Đó, con này thì đi tiết kiệm nhiên liệu cực kỳ luôn. 61 Bình Dương để cho anh em 13 triệu thôi anh em nhé. Rồi, 13 triệu đồng nhé bà con nha. Rồi MX này anh em, phiên bản nhập Thái Lan đây, 150, cũng có trang bị hệ thống đèn LED full 2 tầng. Đăng ký về biển số Trà Vinh 84. Con này thì lên sẵn cho anh em một cái Lonbo nó độ lổ phết anh em ạ. Đó, con này thì anh em mình đi vào đầu làng cuối làng thì nói chung là anh em ở đâu là người ta biết hết đấy. Yeah. Đó, 22 triệu cho anh em ở thiện chí này. 22. Bên đây đi anh. Rồi thêm một chiếc phiên bản cực kỳ hiếm tại thị trường này anh em. Honda Mach-E-La phiên bản mẫu nhỏ này, 50cc. Con này thì nói chung là từ đăng ký lần đầu là 1995, hồi đấy mua là tính bằng vàng thôi anh em, chứ không còn tính bằng tiền như bây giờ đâu. Hồi đấy cực kỳ giá trị luôn đấy. Đó, đăng ký biển Quảng Bình, giờ để cho anh em là 65 triệu.
65 triệu đồng. 65 triệu. Rồi. Ở dưới miền Tây có anh Đức Lợi Trần, anh mạ con này là full vàng nguyên nguyên khối nguyên con rồi anh em, mạ vàng hết luôn. Trên con Mazda 50 này rất là đẹp. Rồi. Phantom 2 thì anh em. Đó, Honda Phantom 2 thì phiên bản này chạy xăng pha nhớt. Đó. 150, cái dòng này thì gọi là ông vua của phân khúc đường trường anh em. Lên cực kỳ mạnh luôn. Đấy, trang bị két làm mát này, anh em đi đường xa đường thoải mái luôn này. Đó, thì nói chung là từ năm 2000 đến giờ không thể làm một nguyên zin nguyên đai nguyên kiện được. Đó, có dặn tuốt máy móc thì có làm lại rồi, nhưng mà được cái là chạy ok lắm nha anh em. Rồi, 75 củ cho anh em làm thiện chí. 75. Đó. Rồi bên đây rồi sang khu vực bên đây cũng toàn mô tô hết nha anh em. Mình xin nhắc lại nhé, trong quá trình mình quay ví dụ như anh em làm xe xem xe mà xem xe nào mà nhanh quá, ưng ý rồi mà chưa muốn kiểm tra lại từ đầu á, muốn nghe tiếng nổ máy xem xe chi tiết thì anh em cứ chụp ảnh màn hình lại xong gửi qua số Zalo cho mình nhé. Gửi qua đó thì mình sẽ có nhân viên gửi hình ảnh video lại cho anh em, cảm thấy ưng ý thì anh em mình chốt rồi. Cảm ơn anh em rất là nhiều nhá. Ok. Kawasaki phiên bản mẫu 250cc, con này thì mình dọn mới lại từ A đến Z anh em, full lưu. Đó, cũng 1994 đến giờ. Đó, đăng ký biển Hà Nội 29. Đó, 250 Kawasaki để anh em 43 triệu. Rồi, 43 triệu đồng anh em nha. 43. Gepix tiếp này, Center Diamond đấy anh em. 200 phiên bản nhập Thái. Con này thì không khác gì mới rồi. Đó, chạy mới được 739 cây số thôi, đăng ký về biển Bình Thuận. Đó, bao cho anh em đồng hồ chuẩn, nếu mà tour là xin phép anh em mình tặng cho anh em một xe luôn đó. 39 triệu anh em nhé. 39. Đó. Ok bên đây. Rồi cái gì con này tên gọi là BX Bridgestone phiên bản 150. Đó. Đó, con này thì form dáng như kiểu classic cà phê đấy anh em. Con này thì có trang bị FI rồi. Đó, tiết kiệm cực kỳ. Để cho anh em 23 triệu. 20 con này là bao nhiêu ta? 2019. 2019 23 triệu. Bên này anh. Ờ, con Honda này anh em, CBF. Đó, con này thì cũng làm cửa hàng mình khá là lâu rồi anh em. 190 phân khối Honda phiên bản lốc đồng, có trang bị phổ option down FI sang full, đèn led full này, hai tầng, đăng ký biển 61 Bình Dương. Chỉ có 25 triệu thôi anh em, xả ra còn 25 triệu thôi. Ok đó. Rồi Gepix nhập Thái đây này anh em, da gen. 220 phân khối. Con này thì lên cho anh em, lên bô, lên đồ thì rất là nhiều anh em, tay thắng, tay côn này, nó gương kính này, mặt lạ, cả chống đổ, đèn trợ sáng, nói chung là vô nhiều option lắm. Keo bọc nguyên con luôn anh em nhá. Đang bị đèn led full hai tầng luôn này. 2020 đăng ký biển Sóc Trăng. Để cho anh em 35 triệu. 35 triệu. Rồi Honda LA phiên bản mẫu 250cc này anh em. Con này thì có thay đổi form dáng rồi anh em. Form dáng của nó đầu không giống như này đâu. Giờ chủ đã lên cho anh em một cặp thùng này. Đó, rồi thay cho anh em thêm cái cảng đằng trước này, cái đông đấy anh em, cái đông. Rồi ve này, lên cảng chống đổ luôn. Đó, 207 đăng ký biển thành phố. Để cho anh em 35 triệu thôi. 35 anh em ha. 35 triệu. Rồi, con này con gì anh? Một cặp Super Harley luôn anh em. Đó, một chiếc màu xanh và một chiếc màu đỏ. Hai chiếc đồng đời 2012. Đó, đồng giá tiền cho anh em là 59 triệu. Đó, một con thì đăng ký biển Quảng Ngãi và một con đăng ký biển Nha Trang. Một chiếc thì vô túi bao da, còn một chiếc thì vô thùng nguyên bản màu theo xe anh em nhá. Đều 170 phân khối hết, Super Harley. Đồng giá cho anh em là 59 triệu anh em nhá. Rồi, anh em lấy chiếc nào cũng được. Con này ạ. Rồi Bridgestone phiên bản bao nhiêu ta? 175 phân khối. Xe 2013 anh em. Đó, 175 form dáng cổ điển nhá. Bản máy V, hai bô hai máy, đăng ký biển 60 Đồng Nai. Con này thì đang xả cho anh em là còn có 43 triệu thôi anh em. 43 triệu đồng anh em ha. Rồi, con này là chiếc Bentley phiên bản 250. Bên mình thì 125, 150, 175, 250, 350, 302 đều có hết anh em. Đây con này 250, màu xanh Heineken rất đẹp. Đó, con này cũng này. Làm ở đây khá là lâu anh em. Đó, 2018 đăng ký biển, xe đăng ký quyền với tên mình. Có lắp lên cho anh em hai bên hai bộ chống đổ tổng 4 cái. Để cho anh em 27 triệu anh em. 250 mà chỉ có 27 triệu thôi anh em. Đó, anh em một chần chừ gì nữa không biết đây. Ok anh. Đó. Rồi bên trong đây mình có một chiếc Vera phiên bản CB anh em, CB Vera 150. Xe 2019 bản máy đứng anh em nhá. Mẫu đèn tròn. Dòng này thì nhiều anh em cán bộ ở xã hay đi lắm này anh em. Mình để ý mấy phường xã đồ hay đi mấy cái dòng CB phiên bản 150 đèn tròn này cực kỳ. Con này mình lấy nhiều anh. Đúng rồi, con này thì mình để cho anh em hiện tại giờ chỉ còn có bao nhiêu ta? 33 triệu anh em. Dạ, 33 triệu. Rồi, bên đây là Rebel 300. Đúng rồi, CMX anh em, CMX phiên bản nhập Thái Lan. 20 con này 2020, xe mới chạy Odo 7000 đấy anh em. Bản này có trang bị hệ thống ABS chống bó cứng, chống trơn trượt trước sau này anh em. Đi anh em đi đường xa đồ cực kỳ an toàn luôn này. Đó, chạy xa thoải mái, đăng ký biển Vũng Tàu. Con này thì xả cho anh em là còn 85 triệu anh em nhé. 85 mọi người nha. Đó, 85 triệu. Rồi, còn con bên đây anh. Rồi đây là một chiếc Mazda với anh em, phiên bản cũng 250. Đó, hồi xưa anh chủ anh tâm sự anh bán con xe này cho mình ấy. Nếu mà hồi đấy anh mà không mua con xe này, anh mua đất thì giờ anh phải tầm 6 miếng tại Bình Dương. Một miếng giờ tầm khoảng cỡ 6 tỷ anh em, một tiếng giờ tầm 6 tỷ, nhưng mà hồi đấy anh lại không mua đất. Anh lại đi mua xe, giờ xe xả xuống còn có 229 triệu thôi. 129 triệu anh em nhá. Nguyên zin, máy móc bao nguyên zin, giàn ngoài bao nguyên zin, lên sẵn cảng chống đổ và kính chắn gió luôn rồi. Đó, vẫn biển 4 số anh em nhá. Đấy, form xe cực kỳ đẹp. Rồi thêm một chiếc Hornet nữa này bên cạnh anh em, phiên bản 250. 250 nhưng mà được cái trang bị hệ thống nó 4 máy anh em.
bốn máy hú tê tái luôn. Đó, đăng ký biển bao nhiêu ta? 52 thành phố. Thành phố. Đó, 206. Polet này để cho anh em 63 triệu. Dạ, 63 nha anh em ha. Rồi đây mình có một chiếc FZ phiên bản Yamaha 750 phân khối anh em. Đó, nhập khẩu châu Âu anh em nhá. 1993, bản đèn tròn, đó cũng bốn máy luôn. Đó, dòng này thì nói chung là lồng combo nghe sướng cực kỳ. Đăng ký biển Đồng Nai 60, con này thì xe đăng ký ủy quyền với tên mình luôn rồi. Đó, để cho anh em bao nhiêu ta? 89 triệu anh em nhá. Rồi, 89 nha. Con này sẽ để cho anh em là 89 triệu. Ok anh. Rồi tiếp tục đồng hành với mình cập nhật cái dòng cổ điển dưới đây nữa anh em nhá. Cổ điển dưới đây còn rất là nhiều luôn này. Đấy. Trời, Shadow anh em, đây mình có một cặp, một chiếc 600 và một chiếc 400. Nhưng con chiếc 600 là phiên bản kỷ niệm của Honda này anh em này. Đó. 2020. Con này đăng ký lại rồi, đăng ký lần đầu loanh quanh 1993 thôi. Xe đăng ký ủy quyền về tên mình luôn anh em nhá. Bánh V đồng hoàng luôn. Đó, bánh cầm thắng đĩa. Con này thì để cho anh em 123 triệu anh em. Đó, từ 130 mấy mà giờ xả xuống còn có 123 thôi. Con này cũng Shadow luôn anh em, cũng phiên bản kỷ niệm luôn. Con này thì nó là bánh bánh đúc phiên bản 400. Cũng xe đăng ký ủy quyền tên mình, đăng ký biển thành phố. Đó, 400 phân khối. Bản máy V luôn anh em nhá. Đó, nói chung là những cái dòng này thì anh em nào chơi xe thì biết rồi. Nó đi ra ngoài đường thì không chê vào đâu được luôn nha anh em. Đó, cổ điển form cực kỳ đẹp. 129 triệu cho anh em nào thiện chí này. Đó, 129 triệu. Còn con này anh, con này em thấy cũng máy V luôn này. Con này thì máy nó cũng giống như Shadow anh em, nhưng con này là có tên gọi là Steed. Đó, máy của nó thì y đúc gần như là giống gần 100% là giống Shadow luôn. Đó, nhưng form dáng của nó thì khác. 400 phân khối máy V. Con này thì mình có bản độ cỡ đẹp cực kỳ đấy anh em, độ lên kiểu dáng form cà phê một chút xíu, sau nữa mình sẽ quay cho anh em xem. Bánh căm thắng đĩa. 1993, đăng ký về biển số 86 Bình Thuận. Con này thì xả cho anh em là còn 83 xuống còn 79 triệu thôi anh em. Rồi, 79 okay triệu anh. Con này cái ghi đông rebel. Độc lão quá trời, đẹp ghê luôn. Cái ghi đông này anh em, đó, cái này là ghi đông của Harley đấy anh em. Lên lửa phần đằng trước hầu như là đều có đồ của Harley hết, túi bao da. Đó, con này LC Rebel phiên bản 170. Đẹp cực kỳ. Nói chung là cũng cao cấp nhất trong dòng Rebel rồi anh em. Bản 3 thắng đĩa, hai trước một sau, có lên sẵn cả chống đổ rồi. Có két nước đàng hoàng, 2010. Con này thì đăng ký về biển số thành phố Hồ Chí Minh luôn rồi anh em nhé. Để cho anh em 52 triệu. 52 triệu đồng anh đúng em nha. 52 triệu. Mình qua cái bên là cũng một chiếc thằng Lay đúng không? Super Harley. Những cái dòng xe bên mình thì chủ yếu là những dòng xe đẹp độc lạ, thì nói chung là mình sưu tầm toàn quốc mà anh em. Đó, những anh em là ví dụ như có những cái dòng xe này mà không đi đến thì mình anh em cứ alo cho cửa hàng. Hoặc là những anh em mà đang kết những chiếc xe là của cửa hàng thì cũng alo cho mình luôn nha anh em ơi. Đó, giá cả thì mình có thể thương lượng. Đấy. Super Harley phiên bản là 320 phân khối. Máy V bản 3 thắng đĩa. Con này thì phuộc nó khác những dòng khác anh em, phuộc nó thụt vào bên trong một chút xíu. Đó. Có trang bị hệ thống két làm mát đúng rồi. Đó, máy là máy bầu anh em. Máy bầu hai bộ chế, hai bô hai bên, xe nói chung là đẹp cực kỳ luôn. Có 320. Con này thì để cho anh em từ chín mấy mà giờ xả xuống còn có 79 triệu thôi anh em ạ. 79. Đó, 79 triệu. Còn con này anh, con này nhìn con này thì mình mới về đấy anh em, mới về từ lúc trước Tết tầm chục ngày. Đó, siêu độc lạ này. Con này thì làm phiên bản Super Harley nhưng mà được cái là dọn lên kiểu dáng của Super The Harley Davidson luôn anh em, bản máy V nha anh em. Đó, anh em nhìn hai quả tên lửa đằng trước nhỉ. Công dụng của nó được phết anh em ạ. Đó, lọc gió đó. Nhưng mà nhìn ngầu đúng không anh em? Con này thì nó như kiểu là trong phim ma tốc độ á. Đó, form dáng dài. Đấy, biển số vinh. Đó, máy V, con này thì lổ nghe tiếng bô sướng cực kỳ. Đang xả cho anh em con này còn bao nhiêu ta? 69 triệu. 69. Đúng rồi. Super lên phiên bản 170. Ok đó. Anh em. Đây này anh em này, cái con của nó form zin đầu tiên thì nó sẽ như con này này. Đó, mà con dọn lên cái kiểu dáng đấy đó. Rồi. Đó, con này là 170 nguyên zin này, nguyên bản này. 2010 đăng ký biển thành phố. Đó, cũng bản máy V luôn. Đó, 3 tháng đĩa, 2 trước 1 sau. Con này thì để cho anh em 75 nha anh em nhá, 75 triệu đồng. 75 triệu. Đó. Rồi, form nguyên zin. Okay, đây, còn mấy chiếc siêu độc lạ nữa anh em, toàn phiên bản mẫu dài Super Harley. Mấy anh nào chơi sưu tầm được các kiểu ha. Đúng rồi, nếu mà anh em nào mà hay chơi đồ cổ hay thích những cái dòng xe cổ điển thời xưa thì anh em lạc vào cửa hàng mình thì bao cho anh em kiểu gì cũng có xe mang về luôn nha. 125 phân khối là trước màn hình anh em mình đây nhá. Đó, phiên bản Super Harley. 2008 đăng ký về biển Tây Linh. Đó, bản máy đôi. Con này thì có trang bị két nước đầy đủ hết, hai bộ chế có đầy đủ luôn. Con này thì đang xả hiện tại cho anh em là còn 69 triệu anh em nha. 69 triệu. Rồi, 69 triệu. Rồi đây một chiếc Super Hạc đây, anh em từ từ anh xem cái form giá anh em nhìn cái phuộc nhìn vào đã trước này anh em này. Đó, cái phuộc của nó anh em nhìn đã không? Nhìn đọc lại. Cái phuộc của nó nói chung là mượt mà từ trên xuống dưới, full inox luôn anh em. Đó. Đây là lần đầu tiên mình thấy con xe, lần thứ hai thấy được con xe có cặp phuộc như này rất là đẹp rồi anh em. Super Harley phiên bản là 175. 2012 đăng ký biển 61 Bình Dương, xe chính chủ anh em nhé. Đó, anh em thấy form xe đẹp không? Phiên bản máy V. Con này thì đang xả cho anh em còn 68 triệu thôi. Ok anh, 68 triệu. Rồi, mình qua bên đây luôn đi anh. Con này. Rồi Super Harley phiên bản 125 nữa này anh em. Nó Harley bên mình nhiều lắm. Con này thì đầu lòng mình có đôn lên rồi anh em ạ. Đôn lên 250 phân khối rồi. Đó, nhưng mà anh em vẫn xài bằng A1 bình thường anh em nhé. Bản 3 thằng đĩa.
208 đăng ký biển 49 Lâm Đồng. Dạ. Yeah. Để cho anh em 72 triệu. Ok, đó. 72. Cái bên luôn anh. Còn đó cũng super hạc lây luôn anh em. Phiên bản 300 phân khối. Con này thì chạy bằng dây Cora nha anh em. 300 chạy bằng dây Cora. Mẫu này siêu dài anh em. Con này thì nó dài và lanh quanh tầm khoảng cỡ 2,5 m anh em. 2,5 m. Đây anh em nhìn cùng máy có sáng không? Hai bộ chế, hai bô, hai bên. Đó, két nước đầy đủ hết. Để cho anh em 79 triệu anh em nhá. 79 triệu. 79 triệu. Rồi, ok. Con này thì của sư thầy đang gửi của cửa hàng, gửi lại cửa hàng chưa có mang về, không có bán nha anh em nhá. Con này thì cũng chưa biết tên luôn, độc lạ phết anh em nhá. Đó, siêu to. Rồi, đây là có chiếc lì phần này. Đây anh em là mà muốn tầm tài chính thì lanh quanh tầm 2 mấy, 3 mấy, 4 mấy thì anh em đi dọc khu vực phía này nha anh em nhá. Rebel, GZ đồ tất cả mọi thứ đều đầy đủ hết này. Yeah. Đấy như con này Li Phăng này, phiên bản 125 mẫu 2022 này anh em. Đó. Đây lốp zin cho xe, những cái lốp này anh em phải đi tàn xe không hư lốp này anh em. Dày quá trời. Dày cui luôn nhá. Đó, lên có cản chống đổ sẵn rồi. Một máy ra hai của bô có gắn thêm cho anh em ghế tựa lưng sau luôn. Yeah. Để cho anh em 22 triệu. 22 triệu đồng. Đúng rồi, 22 triệu. Rồi. Qua bên đây. Phantom. Phiên bản hai thì Honda anh em, nhập khẩu đây. Đó 150. Đó cũng có két nước. Đó vừa nãy mình bên mình còn hai chiếc, một chiếc màu xanh và một chiếc này nữa anh em. Yeah. 150 con này thì đăng ký năm 2000, hiện tại đăng ký về biển số thành phố rồi. Có xăng pha nhớt, hai thì là xăng pha nhớt anh em nhé. Con này thì để cho anh em 70 triệu. 70 triệu đồng. Đúng rồi, 70 triệu. Ở đây Rebel anh em. Đó Rebel bên mình thì nhiều lắm. Đây con này thì Sport 170 bản 3 tháng đĩa đây. Đó cục máy nói chung là có xe này thì nói chung là đẹp cực kỳ luôn anh em. Có lên sẵn cho anh em ghế tựa lưng sau rồi. Đó, 2010 đăng ký biển thành phố. Đó, 170 phân khối Sport. Con này thì đang xả cho anh em là còn có 45 triệu thôi anh ạ. 45 triệu đồng. Đó. Rồi. Con này là 250 này anh em. Đó, form dáng 250. Yeah. Đó, lên sẵn cảng chống đổ cũng hai một đĩa trước, một đĩa sau. Yeah. Đó, hai bô hai bên hai bộ chế. Cái đồng Rebel thì cứ 125 phân khối trở lên là đều trang bị hệ thống là máy đô hết luôn rồi anh em ạ. Yeah. Đó, nghe tiếng bô đồng Rebel này nghe sướng thì là biết rồi. Yeah. Con này thì để cho anh em là 50 triệu này. Đó, 50 triệu đồng. 50 triệu. Rồi, ok anh. Rồi đến tiếp theo con Rebel 170 Sport nữa này anh em này. Cũng là đó. Rebel luôn. Đúng rồi, nha. Nhưng mà con này thì mình đã vô cho anh em hai bên lốp Honda, nói chung là vô hầu như là đồ của Honda gần như là hết rồi anh em. Đặc biệt là một cặp bô Honda, lốp Honda này, đầu lòng Honda này. Đó, còn mỗi cái khung sườn máy móc tất cả mọi thứ là theo giấy tờ đấy nhá. Đó, 170 Sport, con này thì để cho anh em 45 triệu anh em nhá. 45. Đó, vô đồ cực kỳ nhiều. Cái đồ là chơi là nó không phải lanh quanh tầm mười mấy củ, hai mười mấy hai chục củ anh em. Rồi, ok anh. Qua đây. Sport 170 nữa này anh em. Cũng 170 bản 3 tháng đĩa, có lên sẵn cả chống đổ luôn rồi. Đó, cũng trang bị máy đôi. Đó. Rồi, 2010 đăng ký biển thành phố. Con này thì để cho anh em bao nhiêu ta? 45 triệu anh em. Rồi, okay. 45 triệu đồng. Đó, rồi. Và con này rẻ hơn, con này chỉ có 35 triệu thôi. Con này thì đầu lòng mình đã lên 250, 170 lên 250 anh em nhá. Yeah. 3 tháng đĩa đăng ký biển thành phố. Biển số cặp rất là đẹp luôn anh em. 55X8 4477. Đấy. Rồi. Con này thì để cho anh em 35 triệu thôi anh em nhá. 35 triệu đồng luôn. Đó, đây Rebel bên cửa hàng mình còn nhiều lắm anh em ơi. Nhiều. Đó, anh em nào đam mê những dòng Rebel này thì nếu mà tầm phân khúc cao lên quanh tầm 1m4 trở lên thì anh em có thể trải nghiệm được rồi. Đó, tại vì những dòng cổ điển này nó thấp lắm. Đó. Rồi, phần qua con này luôn đi. Một cặp luôn anh em. Đều là Rebel phiên bản bình xăng giọt nước. Đó, tựa tựa form của Super Harley ấy. Đó, phong như form mẫu nhỏ thôi anh em nhá. Thì con này đăng ký biển thành phố này, 2017, đăng ký lại 2020, 150. Rồi. Đó, máy đôi nhá. Đó, con này thì để anh em 43 triệu. Rồi, 43 triệu đồng luôn. Đúng rồi, 43 triệu. Con này thì rẻ hơn đấy anh em. Con này chỉ còn 39 thôi. Đây, đăng ký biển Tây Linh này. Đó, 2021 DD150. Yeah. Đó, đăng 21 là đăng ký lại anh em, đăng ký lần đầu 2017 thôi. Rồi, ok. Rồi Rebel phiên bản 150 nữa này anh em ơi, bản bình xăng giọt nước. Con này thì hiện tại là rẻ nhất tại cửa hàng mình, nói về những dòng cổ điển anh em, 150. Xe này là xe của 2010. Đó, cái nắp cốp mình đang sạc bình mình bỏ lên yên anh em nhé. Con này thì để cho anh em chỉ 26 triệu thôi. Rồi, 26 triệu đồng. 26 triệu nha. Qua con bên này luôn đi. Rồi thêm cho anh em một cặp nữa này, hai chiếc mà ba đều 300 phân khối anh em nhá. Yeah. Đều trang bị phân khúc liền hoa rất là đẹp luôn anh em. Có két nước, máy đôi hai bộ chế đàng hoàng này. Rồi. Đó. Con nào cũng lên cho anh em hai cái bên ghi đông chữ C nhỏ hết rồi anh em nhá. Một con này thì đăng ký biển thành phố để anh em 56 triệu này. 56. Con này đăng ký biển số Nha Trang để cho anh em 55 triệu này. Một con này 2009, con này 2010 anh em nhá. Dạ. Yeah. Đó. Tổng con nào cũng đẹp hết. Hai cái con xe, hai cái form này. Anh em coi mình thích cái nào thì mình chốt cái đó mọi người. Đúng con rồi. Đỏ, con đen. Còn đây anh. Con này Phantom anh em, Phantom 4 thì. Đó, Phantom thì có hai loại 4 thì và 2 thì. Đây một cặp mình có hai chiếc là 4 thì luôn. Con này 1998 đến giờ đấy anh em. Đó, nhưng được cái form xe chủ đi giữ nên xe đang còn liền lạc cực kỳ luôn. Yeah. 150. Đăng ký biển số Hải Phòng 16. Con này thì để cho anh em 25 triệu thôi. Rồi, ok. 25 triệu đồng mọi người ha, 25 triệu. Phantom 4 thì nữa này anh em. Con này thì máy móc thì nói chung là có làm lại rồi nhưng mà được cái dàn ngoài vẫn còn nguyên zin anh em. Từ năm 2001 đến giờ mà dàn ngoài anh em, nước sơn hồi xưa nó cực kỳ tốt luôn anh em. Đó, siêu bền bỉ. 150 nhập phiên bản nhập đăng ký biển thành phố để cho anh em 41 triệu.
Dạ rồi, 41 anh chị. Còn đây chiếc LA phải không anh? Honda LA phiên bản mẫu 250 anh em. Rồi cái dòng này thì anh em đi trong những trường lái A2 thì hầu như trường nào cũng có cái dòng này để cho anh em mình tập để cho thi bằng lái A2 này anh em. Honda LA phiên bản mẫu 250. Mẫu LA. Con này thì có lâu đời lắm rồi anh em. 1984. Mà giờ đăng ký lại 2020. Để cho anh em 43 triệu anh em nhé. Rồi, giá con này là 43 triệu đồng. Đúng rồi. Có lên đèn trợ sáng được các kiểu cho anh em luôn nè. Ờ, đây mình có một cặp cúp tôm anh em. Đó, hai chiếc, một chiếc 209, một chiếc 207. Con này một chiếc 207, một chiếc 210, con này 210 anh em đăng ký về biển 47 Đắk Lắk. Con này thì lốp trước sau mình mới thay cho anh em luôn nhé, lên sẵn cả chống đổ luôn. Đó, một máy ra hai của bô, con này thì để cho anh em 14 triệu anh em. Đó, 14 triệu. 14 triệu đồng luôn mọi người nhé. Con này thì để cho anh em 17 triệu. Yeah. Đăng ký biển thành phố, lốp trước sau mới thay lên cho anh em anten nữa này. Okay. Có lắp xong cho anh em cái cản chống đổ, cái ghế tựa lưng đằng sau sẵn ghế luôn. Ghế tựa lưng đó coi vậy chứ cũng khỏe lắm nha anh em. Chở người đi đường xa mà có người ngồi sau là dựa vào đấy rất là khỏe đấy anh em ạ. Tựa vào khỏe lắm. Rồi. Đây mình còn một chiếc Winner đấy anh em này, Winner X phiên bản 12. Phiên bản bao nhiêu ta? 12 ABS đó này. Đúng rồi, bản này trang bị hệ thống ABS chống bó cứng này. Đó, 150 2020 sao ạ? Con này thì đăng ký về biển 61 Bình Dương mình rồi anh em ạ. Đó. Đúng rồi, con này 2020 anh em. Đó, tình trạng xe là bao nguyên zin hết luôn anh em nhá. Con này thì để cho anh em bao nhiêu ta? Con này thì anh em nào cần thì liên hệ mình đi, eBay giá con cho mình nhá, tại vì xe mới về hôm qua anh em. Đó. Rồi mời anh em lên khu vực phía trên mình còn vài mẫu xe mới ở bên trên nữa anh em ạ. Đó. Những dòng xe mới bên cửa hàng mình bán ra thì mình sẽ bao suất hóa đơn đỏ kèm theo thuế VAT cho anh em mình luôn nhá. Đó. Coi như nãy giờ những cái mẫu xe mà anh em mình quay á, mọi người mà cần chi tiết rõ ràng hơn thì số điện thoại trong màn hình á, anh chị cứ alo trực tiếp về đó nha. Đây nhá. Đây có con này qua sử dụng Sirius. RC anh em ạ. Đó RC, phiên bản này phiên bản 219 anh em nhá, 219. Đó, bao nguyên zin từ A đến Z. Vô cặp bánh mâm kiểu nha anh em. Đúng rồi, vô cặp bánh mâm kiểu luôn rồi. 61 Bình Dương, con này thì để cho anh em 11.5 này, 11 triệu 500 cành. 11 triệu 500 ngàn thôi. Đó. Ok. Rồi Charlie này anh em. Đó, phiên bản Charlie đời mới bây giờ đấy anh em ạ. Đó như hồi xưa anh em mà kiếm được Charlie một chiếc đèn vuông như này là nó chỉ có đạp thôi. Chứ như đời mới bây giờ là có trang bị đề luôn anh em, đi rất là tiện. Đó anh em nào mà hay đi chợ, có con em học sinh hay đi chợ, hàng người thấp bé những cân đi chạy dòng này là thoải mái cực kỳ luôn này. Đó, 16 triệu bao suất hóa đơn đỏ kèm theo 16. Thuế VAT. Về anh em đi đóng thuế trước bạ ra tên luôn nhá. Charlie, dòng này thì mình có nhiều màu luôn anh em. Hầu như là màu gì mình cũng có hết, anh em cần màu gì cũng có luôn nha anh em nhá. Cúp đời mới này anh em, 50cc. Đó, dòng này thì anh em thấy của công ty Việt Thái sản xuất Việt Nam mình ra, anh em nhìn cái màu nước sơn nước xi con cúp này nhìn có đẹp không anh em? Thiết kế nó gần gần rất là nổi bật luôn nhá. Cái chiếc Rock Bob Set đó anh em, nhưng đúng mà rồi. Nó là dòng của Việt Thái ha. Đúng rồi, công ty Việt Thái, dòng này rồi. Có sản phẩm công ty Việt Thái anh em. Rồi. 50cc trải nghiệm không bằng lái. Bao nhiêu để cho anh em 16 triệu bao hóa đơn. 16 triệu đồng. 16 triệu đồng bao hóa đơn. Đây là một cặp Honda Beat. Beat nhập khẩu, Beat nhập khẩu Indo đấy anh em. Phiên bản 110, dòng này thì nó ra cạnh tranh như kiểu của Vision với Vario. Đầu đỉnh điểm đầu tiên nó mới ra nó loanh quanh tầm có 40 mấy triệu anh em. Đó như bây giờ thì điểm này thì nó xuống rồi. Chỉ còn có 26 triệu mà bao suất luôn hóa đơn, bao thuế luôn VAT anh em nhé. 26 triệu đồng. Có trang bị đèn LED rồi FI sang full đầy đủ hết luôn nha anh em nhé. Hai màu còn nhám nữa, xanh nhám đen nhám rất là đẹp luôn anh em. Nhỏ mọi người thích màu nào cứ lấy màu đó thôi. Đúng nha. Rồi. Còn đây mấy cái mẫu này thấy là các cái chú hai chiếc anh em nhiều luôn. Đúng rồi. Cái dòng này thì chủ yếu là anh em nào tầm trung trung tuổi một chút xíu. Con màu đỏ này thì Odo rồi anh em. Con màu đỏ này Odo có 700 cây. Đó đứng cạnh con xe mới thì hai chiếc thì chẳng khác gì nhau đâu anh em. Y chang khác, khác nhau là có một con có biển số rồi một con chưa thôi. Con màu đỏ Odo rồi thì để cho anh em 17 triệu. Còn con xanh chưa Odo thì để cho anh em 18 triệu bao hóa đơn. Phiên bản này phiên bản 110 phân khối 67 đời mới bây giờ anh em nhá. 110 phân khối. Con xe có đề. Ok. Đó rất là đẹp. Mình qua bên đây ha. Rồi đây là dòng Li Fang phiên bản CG Li Fang Honda 125 đấy anh em. Dòng này thì mình có đủ loại màu luôn, rồi đen đỏ đều có hết hai chiếc. Con này 125 này. Đó. Máy đứng anh em nhá, ở trên bình xăng nó có chữ Li Fang và dưới cái cốp nó có chữ CG 125 nó nổi lên thì rất là đẹp. Rồi. Nó giống tựa giống Indo ngày xưa ấy anh em, đầu đèn vuông. Chiếc Honda CG của đúng rồi. Y hệt luôn nhá, không khác gì nhau, bánh căm thằng đĩa. Để cho anh em chỉ 19 triệu thôi, bao hóa đơn. Đó. 125 đúng không anh? Đúng rồi, 125. Đỏ đen mình đều có hết anh em nhá. Đây một chiếc màu đen bên ngoài, nó làm bên ngoài này. Đây anh em. Đó, nó khác, nó y hệt nhau, nó khác mỗi màu thôi. Còn đỏ đen đều có hết. Quay rõ được cho anh em coi này ha. Đó, máy đứng đây anh em nhìn để ý này, có chữ CG 125 trên cái cốp này. Và trên bình xăng nó có chữ Li Fang nó nổi lên, hiện chữ nổi đấy anh em. Rất là đẹp luôn nhá. Còn ở giữa đây thì mình có một chiếc Win phiên bản D-Tech mẫu 140 phân khối anh em, bản đèn tròn đấy. Bánh căm thắng đùm nhá. Uyên thì anh em mới nghe đến Uyên thì biết rồi. Siêu khỏe, chở được siêu nhiều người đấy nhá. Nếu mà anh em mà không phải thực sự ra đường lộ, anh em chở đường vùng thôn quê có thể tống 5 tống 6 vô tư luôn anh em. Các bác vùng núi là sẽ rất là thích. Đúng rồi. Con này thì mình bán về phía miền núi rất là nhiều, Cao Bằng Lạng Sơn này anh em. Đi đường đồi đường núi rất là khỏe. 125 nó chạy khỏe đời mà con này tới 140 nữa thì anh em biết rồi. Đó dung tích 140 mấy ngàn. Mà giá rẻ lắm nha anh em, chỉ có 16 triệu thôi. Mình bao suất hóa đơn đỏ kèm theo thuế luôn nhá. Rồi ok đó.
Đây còn ba chiếc cuối cùng xe đã qua sử dụng rồi anh em này. Trời ơi cái chiếc gì mà nó bự. Con này thì mình được trước Tết mình có lấy về để thử trải nghiệm chạy Tết này anh em, chạy sướng cực kỳ luôn này. Đó giờ trải nghiệm chán rồi. Anh em nào thích thì mình để lại cho anh em này. Phiên bản nhập khẩu châu Âu luôn nha anh em. Yamaha XVS phiên bản 950 phân khối. Rồi cái bình dầu của nó là anh em ơi. 950 phân khối. Đó. Con này thì nói chung là vô nhiều đồ chơi option lắm. Đó, cái đèn trợ sáng cả người là cả trước cả sau đều đầy đủ hết anh em. Đó con này thì nói chung là bô nghe phê rồi, 950 thì anh em nghe phải bô nó phải to rồi. Để mình thử mình quay cho anh em nghe tiếng bô phát nhá. Ok ạ. Bản. Đó. Anh em nào mà đam mê những dòng phân khối lớn mà kiểu dáng cổ điển như này á thì anh em liên hệ cho mình. Chỉ có hơn 100 triệu thôi anh em, hơn 100 triệu xíu thôi. Okay. Phiên bản này chạy bằng Rayco Roa anh em nhá. XVS 950 hơn 100 triệu. Đó anh em nào kết liên hệ mình nhá. Rồi bên trong đây mình còn một chiếc phiên bản độ nữa anh em, Honda Street. Đó đầu tiên mình cũng nói với anh em là gần cuối video mình sẽ quay cho anh em phiên bản độ của Street 400 này. Đây một. Đó, người. Đây nó là đây này. 1993 con này thì độ lên form dáng của cà phê rồi anh em. Đó phiên bản 1 yên đấy. Đó đăng ký biển Vũng Tàu 72. Đó con này thì đợt trước mình đang ra giá là 130 mấy cơ. Bây giờ xuống còn có 103 triệu thôi anh em. 103 thôi. Rồi một chiếc cuối cùng rồi anh em. Legend phiên bản 200 mẫu nhập Thái Lan anh em. Xe này là xe của 2019 anh em nhá, 200 phân khối. Con này thì bao nguyên zin hết anh em. Mẫu Odo được tầm 3000 cây thôi. Bằng cây không khác gì mới. Tại vì để trên đầu này, cái đoạn đường nó nhà mình nó bụi anh em ạ. Chứ anh em mà rửa lên thì bao cho anh em là luôn sạch luôn nhá. Đó, tại vì đoạn đường nhà mình đang làm nó hơi bụi chút xíu. Rồi. Cái này thì để cho anh em chỉ có 36 triệu thôi anh em nhá. 36 triệu đồng mọi người nha. Và đó là... thì vừa rồi mình và anh Hùng Nguyễn cũng đã cập nhật tất cả các số dòng xe hiện đang có ở cửa hàng xe máy Phương Nam cho tất cả anh em và con cùng tham khảo rồi. Yeah. Anh em mình đang cần mẫu xe gì hoặc là đang coi video mà kết mẫu xe nào rồi thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cho mình nhá. Yeah. Đó thì trước khi xuống video thì cho mình và anh Hùng Nguyễn xin phép được chúc cho tất cả anh em có một năm mới anh em nhá. Sức khỏe thì luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống rồi. Xin chào, hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo nhá. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian quan tâm theo dõi video nhá. Anh em xin chào mọi người.